Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay ruộng lúa nhà mình cho mọi người xem nhé. Ruộng lúa của mình là hơn một gang tay rồi nhé mọi người. Trời, lúa xanh mơn mởn luôn. Hôm nay là mùng 3 Tết đó, mình đi thăm ruộng. À, mọi người ơi, đây là nhà bên cạnh. Lúa nhà bên cạnh thì nó hơi đỏ một chút, chắc là người ta chưa bón phân, còn nhà mình thì đã bón phân rồi mọi người ơi. Đây nha mọi người. Đẹp lắm mọi người ơi. Cánh đồng bao la luôn. Ở chỗ mình là ở trên Đắk Lắk các mọi người. Ở bên này thì mình là ở huyện Esup nên nó chỉ có bằng phẳng thôi, đất ở trên này nó không có gồ ghề và có đồi núi, chỉ có những các huyện khác, tất cả các huyện khác đều có đồi núi hết mọi người ơi, trừ những chỗ có thung lũng thôi, còn huyện mình thì nó đất nó rất là bằng phẳng luôn. Đây nhà mình trồng lúa nước đấy mọi người ơi, trồng lúa nước đó mọi người, đẹp lắm. Cánh ruộng, cánh đồng này là rất là rộng luôn. Đây không phải là riêng ruộng lúa nhà mình, còn có ruộng của hàng xóm nữa, nhưng mà mình quay cho mọi người xem. Đó mọi người ơi, nhìn nè, rất bên xa xăm kia có rất nhiều là nhiều chú cò đang kiếm mồi để ăn đó. Xung quanh cánh đồng đó là nhà dân đó. Nhà mình thì cách xa ruộng lúa này là tầm 1,5 km nha mọi người. Mình chỉ đi thăm ruộng thôi. Mình đi thăm ruộng thì mình đắp những cái chỗ nào mà ví dụ như nước nó chảy xuống do con cua đó nó cào bới đất lên, thế là nước nó chảy hết, nó không còn giữ lại ở trong ruộng nữa, nên mình đắp phô để cho nước khỏi chảy luôn, để giữ lại nước cho ruộng nhà mình. Trời ơi, buổi chiều này rất là mát mẻ luôn mọi người ơi. Đó, ruộng không mọi người, ruộng lúa bao la luôn ở trên này nữa, chắc tầm hơn 20 héc luôn á. Đất ở trên này rất là rộng lớn và bằng phẳng luôn mọi người ơi. Đây có một chỗ đây gần ruộng nhà mình, cái nhà ven ven đây là anh em nhà mình luôn. Đây mọi người ơi, ruộng gỗ luôn, rộng lắm. Mình đang đi về đó. Ô, cái chỗ này hình như là thiếu nước. Nước nó không tới sao ta? Sao khô thế này trời? Chắc nước nó chảy hết rồi. Thôi, mình thì không hiểu gì về ruộng lắm, cho lắm. Nên mình sẽ về hỏi ba mẹ của mình. Sao mà có chỗ là có rất là nhiều nước, mà có chỗ thì có ít nước, giống như là nó bị khô á.
không có được nhiều nước. Chỗ mình thì nó không có hiện đại giống như ở chỗ khác á. Người ta phun bằng máy, còn bên mình thì phun bằng bình thôi mọi người ơi. Cái chỗ này là nhà mình thuê người ta đắp lên cao làm cái bờ, cao lắm mọi người ơi, tha hồ đi luôn. Nhưng mà chỉ có một chỗ thôi, còn chỗ bên này thì không có đâu đó mọi người. Wow, chỗ này khô hết trơn rồi, ôi khô reng luôn rồi đất chỗ này. Trời trời, như thế này không được rồi. Để về xem coi. Cánh đồng bao la đẹp luôn. Ôi nhá. Mình đang đuổi cò xem cò nó có bay hay không. Cò nó sắp đầy ngay những các đường ven ruộng lúa luôn á, mà mình kêu mà nó cũng chẳng có bay nữa, chắc là nó quá quen người luôn rồi. Nhiều lắm luôn đó mọi người ơi, thấy cái gì trắng trắng không? Đó là những chú cò đó. Mà xa quá mà mình không có tới được luôn á. Xem này. Ruộng lúa này. Đây mọi người. Mình quay một cái ruộng lúa, người ta thường thường người ta vừa trồng lúa người ta có thể nuôi cá được luôn, đó là mô hình của người ta đó. Nhưng mà cái này là người ta phải đắp cái bờ lên thật là cao rồi người ta thả nước. Nhưng mà khi nào cái lúa đó mà nó tầm 2-3 gang gì đó là người ta mới thả cá vô để người ta nuôi cá to đó, cá to rồi đó, không phải là cá nhỏ nữa đâu. Để đến khi mà vừa thu hoạch lúa đó mọi người, đây này, cái bờ này cao lắm, vừa thu hoạch lúa này người ta có thể thu cá luôn đó. Nhà này thì kinh tế rất là phát triển luôn, mô hình này. Đây là người ta mới thả vô một, như vậy là một chút nước thôi, đến khi mà lúa phát triển lên nữa tầm 2 đến 3 gang đó là người ta thả cá vô đó, người ta nuôi đó, vừa nuôi vừa ấy luôn mọi người. Trời ơi đẹp lắm, đây ruộng lúa không à. Thôi video của mình đến đây đã hết. Mọi người nhớ nhấn like và ủng hộ, nhớ đăng ký kênh và để xem những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.